Hi, xin chào các bạn đã quay lại với kênh X55 Shop. Thì hôm nay cửa hàng của mình sẽ lắp ráp cho các bạn một bộ chống trộm định vị GPS và mình sẽ hướng dẫn cái quy trình sử dụng luôn cho các bạn. Cái hãng của mình đang bán là hãng T-Check Pro. T-Check Pro thì nó sẽ bảo hành cho mình là 5 năm. Trong vòng 5 năm thì các bạn sẽ không tốn chi phí bảo hành. Nhưng năm đầu tiên thì mình sẽ miễn phí cái dung lượng 3G cho các bạn để các bạn có thể là gửi tin nhắn về cho xe hoặc là theo dõi xe. Trong 4 năm tiếp theo là bạn phải tốn chi phí là một năm là tầm khoảng 600 ngàn một lần gia hạn. Thì nói chung là nếu mình bỏ chi phí ra thì tầm khoảng là 50 ngàn một tháng đó các bạn. Thì cái đây là cái web của cái map của nó này, vị trí xe.vn. Thì cái web này á, là nó có một cái app là app cái app này là cái app map, giống như cái map của Google đó các bạn. Thành ra nó theo dõi cái xe của mình đi đâu nó cũng là theo dõi hết. Nói chung là map này là map chuẩn luôn á. Các bạn phải tải thêm cái phần cái app của T-Check Pro về điện thoại nữa thì các bạn có thể là theo dõi trên điện thoại, theo dõi trên máy tính được hết. Đó. Thì bên mình sẽ hỗ trợ lắp ráp miễn phí luôn cho các bạn luôn nha. Các bạn cứ đến cửa hàng của mình 169 171 Lê Độ. Thì bây giờ là mình sẽ quay lại cho các bạn cái quá trình lắp ráp của cái xe, hướng dẫn luôn cho khách cái quá trình sử dụng nó như thế nào thì các bạn cùng đón xem. X55 Shop Lê Độ này. Đó, cửa hàng X55 Shop. Đó, đây này nằm ở chỗ anh này. Thì khi mà mình phải dắt cái xe đi ra phía ngoài, nếu mình di chuyển trong cái tầm khoảng là ở tốc độ 40 thì nó sẽ nhận GPS và nó sẽ báo về cái xe mình đi vị trí thế nào. Tí nữa mình sẽ quay. Anh này anh chỉ nha. Em soạn hai cú pháp đây là hai cú pháp cơ bản nha. Có nghĩa là mình anh mặc định rồi, anh em không cần bấm nữa. Em bấm relay phẩy 1 này là anh sẽ tắt máy. Có nghĩa là tắt. Đó, là xe em giờ ai đi khó cũng không được hết. Em bấm relay phẩy 0 á. Hiểu không? Là nó sẽ mở máy lại. Em bấm relay phẩy 0 giống y như cú pháp ở trên luôn. Bấm cho quen đi. Phẩy y chang vậy luôn. À, vẫn thanh nhé. Thanh là kết thúc của lệnh. Đó, lên được chưa? Đó. Rồi em bấm hiểu không? Có nghĩa là relay phải không á là nó sẽ mở máy, còn một đâu không là mở máy, còn một là tắt máy. Đó. Còn hai cái cú pháp trên là em bình thường nha. Nếu mà cái trường hợp điện thoại em á nó có 3G á mà em không thích dùng soạn tin nhắn á thì em sẽ bấm vô app, bấm vô cái xe này, nó sẽ hiện lên đúng không? Em bấm cái nút đi lên. Đó. Đây, ngắt nguồn. Là em đánh cái mật khẩu vô một nãy vô mật khẩu E16 đúng không? Em bấm ngắt nguồn. Đó. Rồi xong ngắt nguồn nó tắt máy, xong em bấm cũng cái số điện thoại đó luôn, à cũng mật khẩu luôn. Em bấm mở nguồn là nó sẽ mở lên. Nhưng nhớ nhấn chữ đồng ý nha. Còn đa số là em dùng chính của cái đây là em để theo dõi thôi, điện thoại dõi xe đi thôi, hiểu không? Còn cái soạn tin nhắn tắt mở thì em nên soạn bằng điện thoại cho nó nhanh. Đây em trai lắp luôn một cặp đèn, đưa cái hộp đèn cho anh chứ. Đây, cặp đèn LED 6 tim chính hãng. Đó. Rồi nó có thay khóa luôn không? Hay sửa thôi.